Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 56. Ma chướng của người tu đạo. Hồng Kông là nơi sinh hoạt về đêm, đời sống vật chất đầy cám dỗ, trụy lạc. Đã có nhiều vị xuất gia vì không đủ định lực, nên khi đến Hồng Kông gặp cảnh đô thị đèn màu, náo nhiệt, liền bị tiêm nhiễm và quên mất lý do tu đạo của mình. Đa số dùng việc tụng kinh, bái sám, mong hầu đánh đổi đồng tiền để mua cất nhà cửa. Đúng như lòng mong mỏi của Ngài là tạo nơi thích hợp để khuyến tấn chúng tăng cùng nhau chuyên tâm tu đạo. Nên Thiền viện Từ Hưng được lập thành và vào mỗi mùa đông, Ngài lại tổ chức một khóa thiền thất kéo dài 10 tuần liên tiếp. Vì thiền viện tọa lạc trên hòn đảo Từ Sơn, cách Cửu Long Hương Cảng khoảng 3 giờ đường tàu, lại thêm con đường dốc mòn dẫn thẳng lên đỉnh núi, mới đến nơi nên rất hiếm người qua lại. Nhưng với những tòng xanh cùng suối thác ở đó, dễ khiến người tu ngộ cảnh vạn vật chuyển biến vô thường. Ngài có một sư điệt gọi Ngài là Sư Thúc, từ Đông Bắc Trung Hoa sang Hương Cảng. Tuy xuất gia mà giới luật không tin nghiêm, tâm đạo không vững vàng, nên Ngài vẫn thường khuyên răn nhắc nhở thầy ấy. Có lần vị sư điệt này muốn biểu thị cho Ngài xem sự dụng công của mình, nên thỉnh phép được đả thất bát chu. Ngài rất vui mừng khi thấy có người phát tâm tu hành, nên từ chùa Từ Hưng khoảng nửa dặm, Ngài đặc biệt cất lên một tịnh thất riêng cho ông sư điệt tu pháp tam muội bát chu trong 90 ngày. Bát chu là tiếng Phạn, dịch ra là Phật lập, tức Phật đứng. Vì khi hành pháp môn tam muội này, ngay trong lúc nhập định, hành giả sẽ thấy được chư Phật hiện ra trước mặt. Tông Thiên Thai còn gọi pháp tam muội bát chu là thường hành tam muội, có nghĩa là liên tục niệm lục tự Di Đà, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật không gián đoạn. Pháp tu này thật sự hết sức khó khăn. Hành giả sẽ không ngồi, không nằm ròng rã suốt 90 ngày. Bên trong tịnh thất, toàn nhiên không có bất cứ một đồ vật nào. Những hậu quả mà hành giả thường gặp phải và không sao tránh khỏi như bị sự đau nhức nơi ống chân, hai bàn chân sưng vù lên, thần kinh bị căng thẳng đến cùng cực và sức lực tưởng chừng như kiệt quệ. Mặc dù phải trải qua những thử thách như vậy, hành giả vẫn phải tiếp tục bước đi, vì nếu bị vấp té thì coi như hỏng cả khóa tu. Trong lúc hành trì pháp môn này, nếu như hành giả bỗng nhiên bị xê sẩm mặt mày thì có thể dừng lại và đứng yên một lát, sau đó cử động cánh tay trước rồi tiếp tục bước trở lại. Nếu hành trì pháp tam muội bát chu này một cách tinh tấn thì sẽ điều hòa được ba nghiệp thân, khẩu, ý, giúp hành giả có thể nhập định bát chu tam muội và sẽ thấy được chư Phật khắp mười phương. Lúc bấy giờ, hành giả sẽ thấu rõ được chân tâm và đạt thành tuệ giác. Một ngày nọ, đang ngồi tĩnh tọa tại Từ Hưng Thiền Tự, Ngài chợt nghe tiếng niệm Phật của ông sư điệt vang lên như la hét. Âm thanh càng lúc lại càng gấp, tự như sắp đứt hơi. Ngài hiểu rõ sự việc nên lập tức đến mật thất, thì thấy ông sư điệt vừa to tiếng niệm Phật, vừa chạy vòng vòng như phát cuồng. Lúc Ngài bước vào thì thầy ấy ngã quỵ xuống. Ngài liền bảo, Phật A-di-đà đã đi rồi, mà cũng chẳng có Phật nào đâu, đó chẳng qua là con trâu nước to tướng đó thôi. Nguyên là lúc Ngài vừa bước vào thất, thì thầy đó không còn thấy Đức Phật A-di-đà nữa. Thay vào đó, Ngài thấy có một con trâu lớn đi trước ra chịu thúc giục thầy ấy. Tại sao trâu nước lại có thể hiện ra thành Phật A-di-đà? Vì thiên ma và ngoại đạo cũng có phép biến hóa, giả dạng giống y như Phật, Bồ Tát để mê hoặc người tu. Phật với ma chỉ khác nhau trong lằn tơ kẻ tóc, thế nên đường tu đạo chúng ta thường gặp nhiều cảnh giới do ma hóa hiện để chướng ngại sự tiến tu của chúng ta, khiến chúng ta khó mà phân biệt được chân hay giả. Vì vậy, người tu đạo nhất định phải đoạn trừ tham sân si, không tham lợi dưỡng, cũng không tham được thấy Phật, Bồ Tát. Ngày thường phải trì giới để có được một nền móng vững chắc, và từ sự trì giới sẽ sanh định. Có định lực thì tự biết đối phó với mọi cảnh giới,
không bị cảnh giới dao động. Trong cuốn Khai Thị Lục, Ngài dạy chúng ta cách đối phó cảnh giới như: bất luận dù gặp cảnh giới nào đi nữa, chúng ta cũng không được sanh tâm hoan hỷ hoặc sanh tâm lo sợ, nên nhớ lấy, nhớ lấy. Ngài lại bảo, nếu gặp ma cảnh đến khảo nghiệm, thì chúng ta cũng nên biết cách khảo nghiệm lại và suy xét kỹ xem đó có phải là cảnh giới thật hay do chúng ma giả dạng. Vậy chúng ta phải dùng phương pháp nào đây? Chính là niệm A-di-đà Phật không gián đoạn. Niệm cho đến nhất tâm bất loạn, không cho khởi lên một vọng niệm nào. Như vậy ma cảnh dần biến mất và cảnh giới thật sẽ hiển bày càng lúc càng rõ. Có một số người tu thiền không hiểu phương pháp này cho nên bị tẩu hỏa nhập ma, khiến tổn hao đạo nghiệp tu hành bấy lâu nay. Nhân vì thầy ấy vừa mới khởi sự đã thất bát chu chỉ được vài ngày mà lại nôn nao tham ước được Phật A-di-đà đến gia bị, nên xả mạng để truy cầu. Đây chính là điều tối kỵ của người tu. Cũng may thầy được một vị thiện tri thức ở gần bên thường để tâm quan sát nên đã kịp thời chỉ chỗ sai lầm. Bằng không, thầy này sớm muộn gì cũng trở thành quyến thuộc ma vương. Một kiếp trước đây, ông sư điệt này từng là một con bò cần mẫn kéo cày cho một tu viện. Nhờ công đức siêng năng làm việc cho chùa nên tái sanh làm người và lại còn được xuất gia tu đạo. Tuy nhiên, phần lớn còn tập khí và bản tánh của bò từ quá khứ, nên mới triệu lại một con trâu nước yêu quái có dòng giống tương quan để tiện bề quấy phá đạo nghiệp của thầy. Mặc dầu thầy không bị ma nhập, nhưng khóa bát chu thất đã không thành. Ha ha ha, 问什么的说